nơi tuyến đầu con không ngủ nhớ mẹ yêu. Dáng mẹ gầy tiễn con trong nước mắt, lời của mẹ nghẹn lòng nhói lại sự gió.
cảm ơn Băng Nhi. Và đó là nhạc phẩm gửi về mẹ của nhạc sĩ Đinh Trung Hà, được trình bày qua giọng ca của Băng Nhi. Và số báo danh của em là 183. Cái bài hát nó quá hay, nhất là đối với chị. Cho nên là chị muốn em có một cái sự chia sẻ nào khi mà em suy nghĩ rằng mình đang đứng trong hoàn cảnh của những người như trong bài hát không em? Dạ, trước tiên thì em xin chào tất cả quý vị đang theo dõi live stream trên toàn thế giới và xin chào tất cả quý vị. Khi mà Băng Nhi nhận cái ca khúc này để về để tập và hát thì Băng Nhi là mỗi lần mà tập thì là như là mình nghe và khóc rất là nhiều. Ca khúc này đã lấy rất là nhiều nước mắt của em. Tại vì thứ nhất là từ ca từ tới bài hát rất là hay. Và mình cũng thấu hiểu trong cái ca khúc này nói về người y bác sĩ, tại vì đang gồng mình để mà chiến đấu với lại bệnh dịch, mà mặc dù xa gia đình, xa người mẹ, vẫn phải lo để mà cho sức khỏe của mọi người. Con sẽ về, con sẽ về.